Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho các bạn cách tắt trạng thái truy cập trên ứng dụng Zalo. Rồi, bây giờ mình bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn vào ứng dụng Zalo. Tiếp tục các bạn chọn biểu tượng cá nhân. Rồi, sau đó các bạn chọn cài đặt. Tiếp tục chọn quyền riêng tư. Ở phần hiển thị trạng thái truy cập, bạn chọn tắt, vậy là xong. Rất là đơn giản. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách tắt trạng thái truy cập trên ứng dụng Zalo. Cho những bạn nào chưa biết, mình cũng xin dừng lại video ở đây. Nếu các bạn thích, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.